Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị em đam mê câu cá. Em nay đang một ít mẫu cần đấy, ở tầm trung, tầm cao. Bên đang trường phi sinh còn hàng nha. Bác nào có nhu cầu thì alo em nha. Số điện thoại em để dưới video, địa chỉ em để dưới video và em để một số điện thoại trên tiêu đề video nha. Em còn một số mẫu cần thôi. Bác nào có nhu cầu thì alo. Đầu tiên này em có cây Daiwa Procaster 33405. Procaster 33405. Sản xuất tại Mayen Thái Lan các bác nhá, Mayen Thái Lan nhá. Đây. Bản 3DX. Procaster đỏ nhá. Bát Titanium. Đấy. Định vị dẫn hướng này. Cây này thì đầy đủ bao đối trọng. Đầy đủ bao đối trọng nhé. Giá của em nó là 17 triệu các bác nhé. Giá em nó 17 triệu. Này, Procaster 33405. Khoen Fuji Titanium nhá. Khoen Fuji Titanium. Đấy, Fuji này. Đấy, Titanium. Dòng này thì trọng lượng rất nhẹ. Trọng lượng những con này chỉ có đâu khoảng 400 gram. Dòng này thì trọng lượng nhẹ lắm. Đây, 1 khuyên 2 3 4 5 6 7 khuyên. 7 khuyên nhé. Dòng này nhìn thì không phải nghĩ rồi, mẹ nó xoắn tít lừ, đẹp mê ly luôn. Đây. Màu đỏ anh em nhé, màu đỏ nhé. Cây thứ hai em có cây cũng vẫn là dòng Daiwa, nhưng cây này là Tournament Cutter. Đây. Tournament Cutter 33405S. Cây này đầy đủ bao đối trọng. Khoen là khoen Fujika nhá. Fuji Titanium khoen K nhá, đây này. Khoen Fujika Titanium. Cái dòng dòng Tournament Cutter này bình thường là khoen của nó không phải khoen Titanium đâu nhá, khoen chỉ Fuji thôi. Đấy. Bản này là bản S vì sao là lại có khoen này. Bản này là bản vào khoen nhá, bản này là bản vào khoen nhá. Còn cái bản mà nhà máy ra ấy thì nó là bản 33405. Đấy. Thế nên nó chỉ có khoen Fuji thường thôi. Đấy. Chứ không phải Titanium. Đây là bản vào khoen, thì nó là khoen Fuji Titanium này. 8 khoen anh em nhé. 8 khoen. Giá 12 triệu 500. Đấy, pad Titanium này. Con này thì người ta đã tháo pad từ từ bên Nhật rồi. Từ bên Nhật rồi. Con này là bản vào pad vào khoen nhé. Vào pad vào khoen sao ấy? Hay là vào khoen thôi. Đấy, còn rất là ok. Đấy, 12 triệu 500. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo nhé. Tiếp đến em có dòng Daiwa Phantom. Dòng này thì có biết rồi. 33425. Đây thông số kỹ thuật đây. Bên đang trường vi sinh đang bán cái này giá là 4 triệu 450 ngàn nhé. 4 triệu 450 ngàn. Ở phân khúc hơn 4 triệu một chút, khoảng dưới 4 triệu rưỡi thì các bác không có cây nào để so với cây này đâu. Nếu là hàng mới, không có cây nào để so với phân khúc giá cây này cả. 4 triệu 450 ngàn. Quá ok luôn. Phantom Soup 33425 ba khúc nha. Còn bên này
Em có một bản Daiwa lan súp vàng nhá, 30-425. Lan súp vàng 30-425 đầy đủ hộp. Túi bao cần. Giá 4 triệu rưỡi anh em nhé, giá 4 triệu rưỡi. Dòng này thì khuyên ca. Cái dòng này theo như cảm nhận của em cũng như theo như cảm nhận của anh em ấy thì dòng lan súp vàng này và lan súp đỏ ấy, là đánh phê hơn là lan súp đen. Lan súp đen là cái bản mới nhất bây giờ ấy. Đánh phê lan súp đen. Lan súp đen đánh nó kiểu dạng cứng, cứng nó đơ, nó không lẩy. Nó không lẩy bằng. Đấy. Để bác nào có nhu cầu alo em nhá. Cái này giá 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi nhá. Nhiều bác không biết về dòng lan súp này, các bác cứ nghĩ nó chỉ có một bản, nó không phải, nó có 3 bản đấy. Đấy em nhá, có 3 bản nhá. Đấy, một bản là màu vàng như này. Đấy, màu vàng chanh như này. Một bản nữa là màu đỏ trắng. Và một bản mới nhất bây giờ bản đen. Bản đen ấy. Đen kẻ caro ấy. Giá 4 triệu rưỡi anh em nhé. Còn sang bên này. Em có cây Shimano Subnider EVSF45CX. Đấy. Cái này có giá 6 triệu 3 anh em nhé, 6 triệu 3. Ngoại hình thì xước xác như hình. Đấy. Có sức dăm. Dòng này thì 7 khoen anh em nhé, 7 khoen. Một khoen K Fuji, còn lại là khoen 3 chân này. Đấy. Giá là 6 triệu 300 ngàn. Nói chung dòng này đánh rất phê luôn đấy. Xoắn toàn thân nhé, dòng này nó xoắn toàn thân này. Xoắn nổi đấy. Em nhìn này, xoắn nổi đấy. À. Giá 6 triệu 3. Màu xanh nước biển, Subnitter EVSF. Bác nào có nhu cầu thì alo em nhá. Còn bên này. Bên này đã có cây Shimano cút tôm bản nội địa nhé, Shimano cút tôm bản nội địa màu trắng bạc. Đấy. Màu trắng xám. Đấy. Nó cũng chẳng phải bạc đâu, nó màu xám xám, nó không bạc hẳn. Đấy. Cũng xoắn toàn thân luôn. Cây này giá là 5 triệu rưỡi thôi nhé, giá 5 triệu rưỡi. Độ cứng CX nhé, CX 405 CX cút tôm SF 405 CX cú tôm. Giá 5 triệu rưỡi nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo. Tất cả hàng nguyên bản chợ Apat. Nguyên bản chợ Apat gì nhé. Đấy, tình trạng thì con này có xước. Đấy, có xước ấy. Nguyên bản chợ Apat có xước. Giá 5 triệu rưỡi các bác nhé, giá 5 triệu rưỡi. Còn bên này em có cây Shimano Subnitter SF425CX. Con này đã xuống pad nhé, đã xuống pad. Tình trạng còn khá đẹp, có một vài vết xước dăm nhỏ. Giá cái này là 8 triệu 6 anh em, 8 triệu 6. Cần còn ngon lành cành đào. Đấy, ngon lành cành đào anh em nhé. Đầy đủ đối trọng. Không có bao cần thì em sẽ tặng kèm bao cần. Đấy. Giá 8 triệu 6 nhé. Shimano Subnitter SF425CX. Giá 8 triệu 6.
Còn bên này tiếp tục em có cây tua là mình súp 30425 của Daiwa màu đỏ nhé, Patitanium. Đấy, còn rất đẹp. À, anh em nhìn ra lắng này, nó thành màu đỏ mỡ, đỏ đẹp không? Đỏ mận chín này, vào trong bóng tối này. Đấy, bóng tối nó đỏ sẫm này, da lắng này. Đấy, như màu mận chín luôn. Cây này sản xuất tại Maine, Thái Lan. Giá 8 triệu rưỡi anh em nhé, giá 8 triệu rưỡi. Đẹp. Nói chung là anh em đánh dù thì không phải lăn tăn. Giờ đa phần các bạn đánh dù nhiều, cứ xê rút trở lên là đánh dù thoải mái. Mà lại nó là hàng cao nữa thì không phải nghĩ, đánh sướng, phê. Cảm giác cực mạnh luôn. Còn ở đây em có cây Hatteras. Hatteras nhé. Hatteras của Daiwa 33405 ND. Con này sản xuất tại nội địa nhé. Đây, Maine Japan. Đây, Maine Japan này. Patitanium. Patitanium. Khoen Fuji. Khoen Fuji Patitanium. Giá 8.800.000 nhé. Đấy, 8.800.000. Tiếp đến em có cây Sumider 405 BX màu trắng bạc. Hàng tương đối là đẹp. Có một vài vết xước răm ở phần đốt gốc. Nhưng không đáng kể. Đấy. Giá 6.800.000 anh em nhé, giá 6.800.000. Đấy, 6.800.000. Anh em nào có nhu cầu cây này thì em sẽ fit cho bác một chút. Đấy, bắt đầu có nhu cầu alo nhé, giá 6.800.000. Còn ở đây em tiếp tục có cây Sumider 405CX. Đấy, cũng màu trắng bạc, màu trắng xanh ấy. Cũng hình thức cũng đẹp. Cũng chỉ có xước, vài vết xước thôi. Đấy, trên cần thì chỉ có vài vết thôi. Khoen màu sữa. Giá 5.700.000 anh em nhé. Giá 5.700.000 nhé. Tiếp đến em có cây PowerCat 27405G HX. Giá 3.200.000 nhé. Giá 3.200.000 nhé. Khoen xích cao cấp. Cái này mua mới nó rơi vào gần 6 triệu, 6 triệu mà. Cuối cùng là cây Sumider EV360FX. Sumider EV360FX nhé. À, giá 3.300.000 anh em nhé. Giá 3.300.000. Giá 3.300.000. Cây này phù hợp với anh em câu dù này, câu bành này, câu gần gần này. Có thể dùng để câu lua cá lóc này, hoặc ben cá cha này, hoặc là câu biển đều được. Vì cái độ dài phổ thông của nó 36. Đấy, phù hợp với nhiều địa hình. Nói chung là đánh câu lục thì không cần quá xa, tầm độ 25m đổ lại. 25m đổ lại, nước tầm độ 2m. 1,5m 2m chơi thoải mái. Mà nếu đánh bềnh nữa thì không phải nghĩ, không phải lăn tăn. Còn đánh dù ấy vẫn phang bình thường. Đồ vừa vừa thôi. Tất cả các dòng này đều có định vị khoen lóng nhé. Định vị khoen. Đấy, định vị khoen đều có hết. Những dòng này, kể cả những con như này đều có định vị khoen hết. Hàng hàng nói chung các bác nên nhớ là hàng cứ tầm đôi 3 triệu trở lên ấy, đa phần, phần lớn là đều có định vị hết. Đều có định vị hết. Định vị khoen hết. Không cây nào không có cả. Kiểu hàng nó rẻ rẻ hẳn xuống dưới khoảng hơn triệu tí thì nó không có định vị khoen đâu. Hoặc một vài dòng hơn 2 triệu một chút thì nó không có định vị khoen, ít lắm. Còn đa phần cứ tầm trên 2 triệu rưỡi trở lên là đa phần, phần lớn là đầy đủ định vị khoen hết, gần như 90
89% là đều có định vị quen hết các bác nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhé. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em. Số điện thoại em để dưới video, địa chỉ em để dưới video hoặc để phần trên mô tả em cũng để một số điện thoại nhé. Cảm ơn các bác theo dõi video. Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị em mê câu cá. Hôm nay em lên cho các bác một số mẫu cần rút bên Giang Trường Fishing còn hàng các bác nhé. Độ dài từ 3m6 cho đến 4m25. Đấy, bác nào có nhu cầu liên hệ. Độ cứng thì có CX, CX, BX. Đấy, bác nào cần gì thì alo cho em nhé. Đầu tiên em có ngọn cần, ngọn chính hãng các bác nhé. Ngọn cần này em có ngọn cần của dòng Pride súp chữ đen, Pride súp chữ đỏ, ngọn Pride súp chữ đỏ, hàng chính hãng ấy. Ngọn này ngọn của hãng luôn chứ không phải ngọn fake, ngọn tàu đâu nhá. Giá là 1,2 triệu một ngọn. Ngọn cần này thì các bác nắp được vào những cần nào Pride súp chữ đen, Pride súp chữ đỏ, lan súp, đây lan súp trắng này, anh em lan súp trắng này, đấy. Đấy, lan súp 30-33 anh em đều có thể lắp được. Đấy, về muốn nắp nó vừa thì anh em về ra giảm sao cho nó vừa là được. Đấy. Nói chung là ngọn này thì anh em lắp được vào một số cần này. Đấy. Đây này, lan súp đỏ trắng ấy nhá. Đấy, bác nào có nhu cầu mà bị gãy ngọn liên hệ với em nhá. Hiện tại em còn 3 ngọn thôi, 3 ngọn hàng chính hãng nhá, không phải hàng lởm khởm, hàng tàu khựa đâu. Hàng chính hãng của nhà máy Đài Hoa luôn đấy. Giá 1,2 triệu một ngọn nhá, bác nào thích thì liên hệ. Hàng chính hãng 100% luôn. Các bác có thể nắp vào dòng cần Pride súp chữ đen này, Pride súp chữ đỏ này, lan súp màu đỏ, đỏ đỏ trắng ấy, đỏ bạc ấy. Đấy, có thể nắp vào 30, 33 đều được. Đây. Còn đến với cây cần đầu tiên. Em có cây Shimano. Đấy, súp spin 30 4m25T make in Korea. Cần còn tương đối, đương nhiên là có xuất sắc rồi theo thời gian. Giá cây này là 2,8 triệu nhé, giá cây này 2,8 triệu nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo nhé. Cái này giá là 2,8 triệu. Đấy, khoen pad Fuji, anh em nào có nhu cầu thì cứ alo cho em. Đấy, giá 2,8 triệu. Bác nào có nhu cầu thì cứ alo nhá. Đấy là cây thứ nhất nhé. Cây đầu tiên là cây Shimano Sub Spin. Sang cây tiếp theo này. Cây đầu tiên là giá 2,8 đồng của Shimano. Sang cây thứ hai. Cây thứ hai là cây Sumider 425 CX made in Indonesia. Cây này sức dăm rất nhiều, đốt gốc này. Đấy, giá 5,6 triệu. Giá 5,6 triệu. Đấy, fit nhẹ cho anh em. Cây này là giá 5 triệu. Bác nào nhanh tay thì chốt luôn nhá. Khoen màu sữa. Đấy. Con này thì chỉ có xước thôi, không ảnh hưởng gì. Nói chung về hình thức thì nó không long lanh thôi. 5,6 triệu fit xuống còn 5 triệu nhá. Bác nào có nhu cầu lên đấy. Đấy, nó chỉ xước thôi. Còn lại chất lượng ok. Sumider 425 CXT vẫn còn nguyên bản, chữa pad. Cây thứ ba này là hàng nguyên hộp của Daiwa nhé. Cây này nguyên hộp của Daiwa, dòng Daiwa VW Sup T33425, màu xanh ngọc nhé. Dòng này mới nguyên hộp thông số đây. 4m25, thu lại là 177 cm, 4 nóng, trọng lượng là 480 g, đường kính ngọn là 2,6 mm, gốc là 24,7 mm. Cây này giá là 3,9 triệu nhé, 3,9 triệu.
3.900.000. Còn ở đây em có cây Lan Súp đời đỏ trắng nhé, dòng này thì rất được ưa chuộng. Đấy. Đấy, 33425. Đấy, sản xuất tại Mayan Chile. Cây này là hàng trưng bày, còn nguyên hộp nguyên bao gần như mới cứng. Mới cứng một gần như 99%, 99,1%. Gần như 100% luôn. Đấy. Con này chưa sử dụng bao giờ nhá. Nó là hàng trưng bày. Trưng bày nguyên hộp nguyên bao, tất cả nguyên hết, giá 5 triệu 6 anh em nhé, 5 triệu 6. Hàng này bây giờ mà đẹp long lanh này, mà nguyên hộp kiếm được bản trưng bày khó lắm. Nguyên đai, nguyên zin, nguyên kiện. Mà dòng này rất được ưa chuộng ấy. Bộ khoen của nó là màu xám nhé, bộ khoen màu xám này này. Đối với dòng đai qua, các đời cần cao mà các đời trước ấy đều là khoen màu xám hết, chứ không có khoen màu sữa như Shimano. Này khoen màu xám này. Đấy, có đời thấp hơn thì nó khoen màu đen. Đấy, hộp của nó đây. Nguyên bản luôn anh em nhé. Đấy, bao cần các thứ đều đầy đủ hết. Con này easy luôn. À đâu. Con này nhầm hộp của nó anh em nhé. Đây hộp nó bên này. Đây mới là hộp của nó. Em nhầm hộp nhá. Đặt nhầm hộp đây. Hộp của nó đây. Súp cutting Nan Súp. Đấy. Thì em đặt lại cái con nan này sang bên này nhá, không lại nhầm này, vị trí này. Đấy. 33425. Rồi. Thông số đây. Thu lại là 117 cm, trọng lượng là 445 g. Đấy, khá là nhẹ, độ cứng BX. 425, đường kính ngọn là 2,9 mm, đường kính gốc 23,7 mm. Đấy. Hàm lượng carbon 99%. Đấy, bản trưng bày này, các bác nghe bản trưng bày này. Nguyên đai, nguyên hộp, nguyên kiện hết, tất cả giấy tờ đầy đủ. Nó gần như mới 99,8%, 7,8% mà. Đấy. Nó coi như là hàng mới luôn, nó gần như là hàng mới chứ không phải là hàng qua dụng. Nó là bản trưng bày hàng mới. Và bản này bây giờ rất là hiếm, giá 5 triệu 6 nhá. Thế còn tiếp tục đến với một cây, ta có cây Shimano Spin Power 405C. Còn rất là đẹp. Đấy, hàng nội địa. Đấy. Trên cần nó chỉ có một vài vết xước nhỏ, không đáng kể, chấm chấm như là sợi tóc thôi. Đấy, gần như là long lanh luôn. Cây này giá 9 triệu nhá, cây này giá 9 triệu này. Đấy, anh em nhìn nhá. Giá 9 triệu, đẹp long lanh luôn. Đấy, không phải lan tan. Spin Power 405C. Đẹp long con bà lanh luôn. Tiếp đến em có cây Daiwa Lan Súp tiếp, nhưng cây này Lan Súp vàng nhé. 30425, giá 4,5 triệu. Đấy. Những dòng Lan Súp này thì Lan Súp vàng này, Lan Súp đỏ 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 trắng ấy là được được anh em cần thủ ưa chuộng hơn là dòng Lan Súp đen. Cái này thì cũng là hàng bản trưng bày, nguyên bao nguyên hộp. Đấy, nguyên bao nguyên hộp, giá 4,5 triệu. Bản trưng bày, nhưng mà xem em kiểm tra lại bản này xem. Bản này như là có dùng lướt qua rồi. À đây. Phải, bản này là bản dùng nướt nhưng vẫn còn nguyên đai nguyên hộp. Gần như là mới cứng. Thua bản đỏ một chút. Giá 4 triệu rưỡi anh em nhé. Đây. Đây qua Lan Súp vàng. Đấy. Lan Súp T30425. Đấy, còn đẹp long lanh luôn. Gần như là cũng không có vết xước nào luôn. Gần như chưa có vết xước. Đấy. Rất đẹp luôn. Giá 4,5 triệu nhé. Giá 4,5 triệu. Bản này cũng đầy đủ bao cần. Đấy. Tất cả đều đủ hết nhé. Đấy. Đầy đủ bao hộp. Giá 4,5 triệu. Lan Súp vàng. Còn bên này thì còn có một cây... Power Cap của Daiwa.
độ cứng 27 405G, độ cứng D nhưng 405, con này tương đương với lại C tầm trung, mẹ C tầm trung các bác, tương đương với C tầm trung. Con này mua mới rơi vào khoảng 6 triệu. Đấy, 6 triệu. Đấy, cây này bây giờ giá có 3,2 triệu thôi, cũng còn rất là đẹp. Đấy, sản xuất tại Main Core Powercast 27 405. Cái này thì cũng vẫn còn hộp, còn bao, còn hộp. Đấy, đầy đủ. Giá 3,2 triệu anh em nhé, 3,2 triệu. Dành cho anh em nào thích đánh dù hoặc đánh bồng, đánh bềnh đều chơi được hết. Nói chung các bạn nào thích nhẹ, nói chung dòng này không phải lăn tăn. Thông số đây, thông số là 4m5. Đấy, trọng lượng có 365g thôi, rất nhẹ luôn, cho các bác thích nhẹ. Đấy, đường kính ngọn 2,3mm, đường kính gốc 27,5mm, hàm lượng carbon là 94%, 6% là thành phần khác nhé. Đấy, các bạn nào thích thì cứ alo cho em thôi, không phải lăn tăn. Tiếp đến em có hai cây Jupiter rất đẹp. Một cây là 405BX, 405BX. Giá là 6,8 triệu anh em ơi, 6,8 triệu. Giá 6,8 triệu luôn. Còn rất đẹp luôn. Long lanh. 405BX sản xuất tại May Indonesia. Bác nào có nhu cầu thì alo nhá. Hàng đẹp. Giá 6,8 triệu. Và một cây Jupiter 405CX cũng sản xuất tại May Indonesia. Đấy, cũng rất đẹp luôn. Cái này cũng khá là long lanh luôn. Tương đối là đẹp anh em nhé, hàng đẹp. Đấy, các bác không phải lăn tăn. Giá cái này là 5,7 triệu, giá 5,7 triệu anh em nhé. Đấy, giá 5,7 triệu. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhé. Đấy. 5,7 triệu. Shimano Summiter 405CX. Và cuối cùng em có cây Summiter EV36FX. Cây này có giá là 3,3 triệu anh em nhé, 3,3 triệu. Vẫn còn đầy đủ hộp. Đấy, hộp này. Đấy, bao cần. Đấy, vẫn còn nguyên luôn. Đấy. Đấy, 36 dành cho các bác thích nhẹ nhàng. Thích nhẹ nhàng này, tình cảm này. 36. Con này FX nhưng mà độ cứng gần như tương đương với CX425. Đầy đủ nha, bao này. Đấy, hộp này. Đủ hết. Thông số kỹ thuật này là 36 này. Trọng lượng có 285g luôn. Rất là nhẹ, đường kính ngọn 2,4mm, đường gốc 22,2mm. Đấy. Hàm lượng carbon là 97,4%, còn lại 2,6% thành phần khác. Bác nào có nhu cầu alo em nhá. Đấy là một số mẫu cần Giang Trường Fishing còn hàng. Bác nào cần mẫu nào thì cứ alo cho em. Cảm ơn các bác theo dõi video nhá.